Đại Nghĩa đã nhảy xuống rồi. Vỗ tay quý vị ơi. Giỏi quá luôn. Bây giờ là không có còn kịp gì nữa hết trơn á. Thiệt là lẹ luôn, để đem được cái banh về là được. Cột được cái banh rồi, bây giờ đang kéo về. Ba trái banh là thành công nha quý vị. Đây là thử thách thứ ba. Mời chị Duyên Khương Ngọc. Đẹp trai quá. Mời chị Khuyên bấm thử thách. Thử thách của mình là người chơi phải tìm đường đến quán cà phê Mê Linh, xã Tà Nung để cùng tham gia thử thách liên quan đến sự khéo léo. Bà con ơi, vỗ tay. Rồi nhào vô thuyết phục người ta dán logo. Qua hồ súng, qua hồ súng. Cảm ơn anh nhiều lắm. Em trai, chơi game không? Lên truyền hình mà còn giúp đỡ được người khác nữa. Tham gia đi, nha. Đây ra, trời ơi. Em trai ơi, tuyệt vời quá em trai ơi. Rồi. Rồi, anh Đại Nghĩa. Nhanh lên, Ngọc ơi, nhanh lên. Khương Ngọc phải xuống bè, chèo qua bên sông, lấy ba trái banh, đem về, còn hai bạn đi theo hỗ trợ để đem banh lên bờ. Rồi, chèo đi Ngọc, chèo đi ngoài kia, lụm cái banh vô cho anh. Bây giờ có cái gì không ta để mình thảy xuống cho Ngọc nó chèo thêm nữa. Lẹ lên. Quý vị ơi, Khương Ngọc đã xuống nước luôn. Bây giờ là Khương Ngọc vì nó phóng xuống nước luôn rồi quý vị. Bây giờ thì Khương Ngọc đã Khương Ngọc cho Khương Ngọc bất chấp không lao xuống quá nước. Giỏi luôn. Lẹ lên Cưng ơi. Ngọc ơi Ngọc, đang truyền hai cái banh lên đây Cưng. Đưa cái cọng dây hai cái banh lên đây. Lấy banh, Rồi. Xuống đi anh chàng con. Đại Nghĩa đã nhảy xuống rồi, vỗ tay quý vị ơi. Giỏi quá luôn. Bây giờ là không có còn kịp gì nữa hết trơn á. Thiệt là lẹ luôn, để đem được cái banh về là được. Nghĩa ơi, đi bên khởi hành đi Nghĩa ơi. Anh bên, anh cột vô, Ba trái banh là thành công nha quý vị. Rồi chen đường cửa nhà kia bụng. Đây. Trời ơi, giỏi quá cả nhà ơi. Được rồi, thành công. 2583. 2583. Số tiền là 14.557.457 đồng. 14.557. Trời ơi. Nói cho chị biết nãy tâm lý nào mà em nhảy xuống hồ luôn. Tại vì em cái thực sự là cái bè nó hơi nặng. Phải chi cái bè nó là cái xuồng kayak á thì em sẽ đi nhanh hơn. Nên là thấy tình hình là em mong là em sẽ mang được nhiều tiền hơn, nhưng mà em cảm thấy như vậy là em hơi có lỗi, tại vì em làm được ít quá. Không, em giỏi lắm rồi. Em nhảy xuống em bơi luôn, đâu có ai yêu cầu mà em xuống bơi. Nhờ bơi mới đem được hai trái banh về lẹ. Dạ thì chỉ có cách đó thì mới đi nhanh được thôi, chứ còn nếu mà cứ chèo thì em sợ mất hết thời gian nữa. Lúc đó em chỉ nghĩ là thì mình phải tranh thủ, mình tìm cách nào đó đi nhanh hơn thì có thêm cái chân dịch thì nó sẽ nhanh hơn. Dạ, quá xuất sắc phải không cả nhà? Vỗ tay thật to ủng hộ tinh thần.